dăm ba cái thần thông chơi luôn. Có cái gì đâu, sự kiện Luân Hồi Điện tuần này có thần thông đấy anh em ơi. Nhưng mà hiện tại mình chỉ có đâu đó là hơn 9.000 phù thiên diễn, 9.003. Đã sao à, chơi hết all in hết anh em nhá. Tuần này cứ phải xả thôi, không xả là sẽ bị thọt đấy, tích hơi lâu rồi. Rồi, sinh linh đồng thể á. Ôi ôi, sư tử hống này, anh em nào lấy ông mình cho đấy. Tiếp theo, à, hôm nay mình phải lấy dần mấy cái kiểu như là gặm nhấm linh hồn đi. Bởi vì là hôm qua mình đã bảo anh em là trong khi mà chúng ta mở ra được tính năng phân thân vào ngày thứ 33 ấy, là mình sẽ build hút máu. Mà build hút máu thì chắc chắn là phải cần cái gặm nhấm linh hồn rồi. Đấy, perfect luôn. Rồi, rồi ạ, nuôi hồn rút tủy. Ui ôi, hai cái tím này, tam muội hỏa ngũ hành bổ khuyết. Chào. Ui, nguyên thần xuất khiếu này. Ủa, cái này cũ mình có rồi hả? Thêm bất nữa đi. Ôi rồi, thế nào xịn xò con bò hơn không? Xịn xò con bò hơn không? Cam đê. Cái gì đây? Tà vĩ ám châm. Tiếp. Ôi dạ, ba đầu sáu tay à? Lại tiếp tục ba đầu sáu tay này. Minh hồn thuật. U là trời. Nuôi hồn rút tủy tiếp này. Ảo thật đấy. Ôi rồi, thêm với thần thông cam nữa xem nào. U là trời, đen thế. 54 lần nữa thì chắc chắn mình có một thần thông cam. Nhưng mình vẫn muốn là trong số những cái lần mà chưa ra cột mốc ấy, phải được cái thần thông cam thì nó sẽ chất chơi người rơi. Và nó sẽ ngọn lành cái nào. Cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Lại sư tử hống. Cái này bị nào nhỉ? Rồi luôn, vườn bách thú bị sổng chuồng à? Cái nào mà sư tử nó hống hoài vậy? Nhận luôn. Nào, để xem là được bao nhiêu cái phù thiên diễn nữa đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi dồi ôi. Nhìn chung là cột mốc này cũng hơi khoai đấy. Đây này, mới chỉ được có một nửa thôi anh em nhé. Gói thần thông già nửa ấy. Ai xì bà, càng thế nhỉ. Thần thông, nhận thần thông tiếp tục thôi. 8 lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và thôi xong. Làm gì lấy được cái gặm nhấm đâu anh em. Cay cú quá thôi. Đâu nào, check thử Luân Hồi Điện xem là đến cột mốc bao nhiêu này. 543 600 rồi, hơi khoai rồi. Toàn lắm anh em ơi. Nhưng mà không sao, bắt buộc là phải xả thôi chứ biết làm nào bây giờ. Ôi, lấy được thêm một chút ấn ký này. Đây, có thêm ấn ký. Rồi, thần thông à? Cho mày đi nốt luôn. Mấy cái này mở nốt luôn. Hết sạch xanh xanh anh em nhá. Cái gì đây? Dùng luôn. Ui giời ơi, cái đây hơi cùi anh em ạ. Chán. Nhưng mà mình thấy là cũng có nhiều cái thần thông đồ giám được này. Kích hoạt một cái này. Kích hoạt thêm một cái nữa này. Đó, đấy là kích hoạt thêm vài cái. Ui, yêu lực lên 9.100 vạn luôn á. Bây giờ là sẽ đi nâng cấp này. Ui, tá lực thuật này vãi chưa. Ngon ngay ngon ngay. Sáng bên này thế nào? Đột phá. Lên em mẹ. Hôm nay chỉ all in vào thần thông anh em nhé. Ui, ui, ngon này. Holy shit. Để mình xem là hôm nay all in vào thần thông xả 9.000 phù thiên diễn thì lên được bao nhiêu yêu lực anh em nhé. 9.200 vạn đấy anh em ạ. Tiếp tục nha. 1, 2, ái à, 1, 2, 3. Ui, nhiều nhờ anh em nhỉ. Chính ra mấy cái thần thông lam với cả lục dễ nâng thật. Nâng lên nhanh vãi. Ai. Wow, 1250 luôn ạ. Kinh. Wow, level bậc 13 luôn anh em nhá. Ui vãi nhái nhè. Hết rồi đấy. Tầng này xem nào. Ủa, có một cái nguyên thần xuất khiếu này. Nó là một cái thần thông cam. Tiếp tục nào. Lên luôn. U là trời. Ấy, lại 1000 này. Ngon chưa? 400 à, cũng được. Chói thần, chói thần, hợp lý, hợp lý. Đang cần cái chói thần nâng cấp lên đi phụ bản các kiểu cho nó mượt anh em ơi. 750. Ấy, lố 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 lố. Ui, cái này là mình ít dùng này. Khi tấn công tăng 6% choáng của bản thân. À, cái này hơi cùi nhỉ. Chứ bằng một món đồ. Tiếp tục. Ui, 1600 mạnh luôn này. Gai thần thức khi gây sát thương sẽ giảm
13,6% thủ của mục tiêu. Kéo dài trong vòng 2 hiệp. Giảm nhiều thủ phết nhỉ. Đồ giám thần thông này, tăng cấp. Wow. 9.300 vạn luôn. Ôi, ghê vậy. Lên nhiều thực sự luôn á. 1, 2. Thôi thế thì hôm nay mắc ping, nếu như mình làm được cái thần thông này nó ghép được nhiều lên tí thì chắc là lên được 9.500 vạn là hết cỡ. Còn không thì cũng hơi khó để lên được một ức ấy. Chắc là phải chặt đào hay làm một cái gì đấy. Ủa, 2.200 mảnh luôn. Quái thật, linh thú hành động sẽ tăng 84% nhạy bén cho bản thân á. Không ăn thua lắm. Ủa, 1.900 luôn này. Cộng hưởng à. Tăng sát thương mà linh thú đang đem theo gây ra. Ghê vậy. Cái này là gì? Tăng hiệu quả trị liệu cho linh thú. Đi cùng loan điểu với cả huyền vũ các thứ thì có vẻ là ok. Mình đồng ra sát này. Ở à, đây rồi. 9,5% giảm sát thương cuối. Ôi, ngon. 11% giảm sát thương cuối luôn này. Kinh chưa? Dã man con ngan chưa anh em? Đấy, có thêm một cái nữa được cộng hưởng kìa anh em. Anh em đã thấy một cái chấm đỏ nó hiện lên chưa? Đây rồi. Túc tiệp. Vẫn còn một vài cái cuối cùng anh em nhé. Ây ôi, cay mắt quá. Wow. Ngon. 1.300 mảnh. Tiếp. 1.450 mảnh. Rồi. Hết. Xem nào. Một phát. Hai phát. Ui, 9.300 vạn thôi á. Không lên được 9.500 vạn cơ. Nhưng bây giờ sẽ đi ghép ấn ký anh em nhá. Ấn ký. Không có cái quần què gì ngon luôn. Trên này thì sao? Dung hợp nhanh. Ơ, được thêm một cái. Cường hóa từ tính kháng 8,8% à. 8,8 nhưng mà cái này là 12,5 mà vẫn cùi. Trên này xem nào. Sổi luôn. Cái này 8,9%, mình có hai cái nó không ăn thua, không ghép lên được. Cái trên nhất xem nào. Rồi luôn. Sát thương bạo 8,9%. Tương tự cũng hai cái. Chưa ghép lên được anh em ạ. Vãi cà bìu thật chứ. Cú thế nhở. À đúng rồi, quên mất anh em ơi. Trong lúc đang cay cú thì cho anh em xem quả đại hội luyện khí mà vợ mình chơi này. Kinh phết nha. Lịch sử điểm cao nhất là 7.452 điểm đấy. À gì vào này nọ ấy, không đùa được. Hạng 60 nhé, không đùa đâu. Đấy là chơi không mua thêm bất kỳ một cái gói ghiếc gì đâu nha. Đấy. Đấy, chả mua gì cả. Đấy, vợ mình vào oánh ghê phết luôn. Kinh. Nhưng mà chơi đến 7.452 điểm thì thua. Sau đó là chơi lại ấy. Thì được 3.001 điểm thì hết thể lực. Nhưng mà nhìn chung điểm mà chơi được hơn 7.000 điểm là hơn mình đấy. Mình đích biết chơi đấy luôn. Mỗi lần ra sự kiện đấy là mình đều bảo vợ mình vào chơi hộ anh gái. Ảo ma Canada luôn anh em ạ. Nhận thần thông. Hết rồi nhở? Ôi giời, hết xanh rồi anh em. Thần thông thế là hết rồi đấy. Không còn một cái gì đâu. Vẫn chưa lên được một ức, chán nhỉ anh em nhỉ. Thế thì đi càn quét khiêu chiến yêu vương thêm rồi. Lên đúng rồi. Lên hợp thể hậu kỳ mà quên mất chưa oánh anh em ạ. Đánh nốt con này đi để kiếm thêm đào. Con này có liên kích à? Biết thế đeo kháng liên kích cho xong. Ôi dồi ôi. Mày, có bạo kích mày đau chưa? Mày đau chưa? Nhiều đào luôn. Đấy, thế thì đi xả nốt khoảng 2.000 đào này. Có khi là mình lên được một ức ấy anh em ạ. Bởi vì level tăng lên thì món trang bị của nó cũng tăng lên mà. Xả luôn anh em nhé. Ồ, hợp lý này. Luyện hóa pháp bảo xem có cái nhiệm vụ gì được hoàn thành hay chưa này. Có một cái nhiệm vụ này. Ui, tăng cấp linh thú à? Tiêu hao 30 ngựa linh thạch à? Thôi, cứ cho cái này nốt đi đã. U là trời. Ok, ui, nhiều tụi bình thủy này, ngon này. 1, 2. Xả hết luôn. Hết. Vừa cho này lên thêm một level nữa là 100 đào. Dùng để đi lấy thêm một số những cái trang bị ngon lành. Đây rồi. Còn 15 ngày nữa thì mình sẽ lên được cái 15 anh em nhé. Lên cái 15 thì chắc chắn là mình sẽ có thêm ở trong cái phần gói siêu hời này. Quỹ tiền thụ anh em ạ. Đấy, là mình sẽ có thêm rất là nhiều bình cũng như là đào đấy. Ui, ngon lành cái đào anh em ơi. Và ngon lành hơn nữa, nếu như anh em đang cần tìm sản lập chơi game trên PC thì nhớ tải LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.